Hãy lưu anh em, có nhiều bạn bị như thế này. Nick này có mã giảm giá nha, giảm 95%. Giờ mình qua nick khác không có mã giảm giá. Không có mã giảm giá nha anh em. Giờ mình sẽ về lại nick có mã giảm giá. Giờ vào game nạp nè. Nạp gói 310 kim cương. Để bật phương thức thanh toán Việt theo Telegram. Giá của nó 77.000 lận. Dẹp đi má. 77.000 ai mà mua trời. Phí 81.579 đồng lận vãi. Rõ ràng là tôi chọn nick có thể giảm giá rồi mà giá vẫn vậy là sao vậy? Cách để nó đổi qua nick có mã giảm giá là đây, hãy cùng theo dõi mình nhé. Đầu tiên do hình đại diện trong cửa hàng cờ lay. Bấm dầu mũi tên xuống. Chọn quản lý các tài khoản trên thiết bị. Chọn Google. Chọn nick không có mã giảm giá. Bấm dầu 3 chấm. Bấm xóa tài khoản. Bấm xóa tài khoản. Nó chỉ xóa tài khoản ra khỏi thiết bị thôi, chứ không phải xóa vĩnh viễn hay mất dữ liệu nick gì đâu nha. Xong rồi đó. Giờ vô phần thông báo bấm vô cái mã giảm giá. Bấm vô nhận ngay. Bấm vô mua sắm. Rồi vào game mua thôi. Còn 3.875 đồng mà anh em. Mua thôi. Mua với một lần nhấn. Bị như thế này thì mình chịu rồi. Mọi người xóa nick này qua nick khác có mã giảm giá mua thử nhé, chứ nick này mình bỏ. Chúc các bạn thành công. Bye bye.